Các bạn đang nghe truyện Ta có hệ thống thần cấp vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 1116, nhóm tô tuyết đánh người. Lưu Tiểu Viễn nói: "Vâng, tôi là Lưu Tiểu Viễn, xin hỏi anh là ai?" "Sao lại biết số điện thoại của tôi?" người bên kia nói: "Xin chào, tôi là cảnh sát của công an huyện, tôi họ Dương, là thế này, nhóm người tô tuyết đánh người bị thương, mời anh đến công an huyện giải quyết chuyện này." Lưu Tiểu Viễn nhất thời ngây người, Tô tuyết ba người đi mua sắm mà cũng đánh người bị thương được, đúng là không ai bằng. Nghĩ đến đối phương sẽ không lừa mình, hẳn là cảnh sát thật, vì nếu là cảnh sát giả thì sẽ không lừa mình đến công an huyện, mà sẽ lừa mình đến nơi khác. Lưu Tiểu Viễn nhờ bố mẹ trong chừng Tô Vân, sau đó lái xe đến công an huyện. Đến công an huyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào vào công an huyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm thấy nhóm người Tô Tuyết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn ba người, không hiểu sao đi mua sắm lại thành ra đánh người. Ba người nhóm tô tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, lúc này cảnh sát đi tới, kể lại đầu đuôi sự việc cho Lưu Tiểu Viễn nghe. Hóa ra là ba người tô tuyết đi mua sắm thì gặp ba tên côn đồ, ba tên côn đồ này thấy ba người tô tuyết xinh đẹp nên tiến lên treo chọc. Kết quả là, ba người tô tuyết lập tức ra tay đánh ba tên côn đồ ngã lăn ra đất. Ba tên côn đồ lập tức báo cảnh sát, vì cả ba tên đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát lập tức bắt ba người Tô Tuyết về đồn. Sau khi tiến hành thẩm vấn, ba người Tô Tuyết thừa nhận việc đánh người. Đối với việc đánh người này, cảnh sát cũng không tiện xử lý, vì ba tên côn đồ cũng có lỗi, bọn chúng đã treo chọc ba người Tô Tuyết trước. Vì vậy, cảnh sát mới gọi Lưu Tiểu Viễn đến, coi như bảo lãnh, giáo dục phê bình vài câu, rồi thả ba cô gái đi. Ra khỏi công an huyện, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy may mắn vô cùng, tính khí của tô tuyết bây giờ đã thay đổi rất nhiều nếu như trước đây với tính khí của tô tuyết trực tiếp một kiếm chém chết ba tên côn đồ thì phiền phức rồi chúng ta đi ăn gì đó đi đói chết mất tô vũ sờ bụng nhỏ của mình nói ba người đi dạo phố cả buổi chiều bụng đã đói lắm rồi bốn người tìm một quán ăn vỉa hè để ăn đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một nhóm côn đồ đến trực tiếp bao vây lưu tiểu viễn và những người khác ba cô gái xinh đẹp các cô giỏi lắm đánh anh em của chúng tôi phải nhập viện rồi. Một tên côn đồ cầm đầu ven váo nói. Chỉ thấy tên côn đồ này cởi trần, hai cánh tay xăm trổ, trông rất khó coi, đầu trọc lóc, trông dữ tợn. Này, anh không mặc áo, đứng đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên côn đồ, hờ hững nói. Tên côn đồ nghe vậy, tức giận vô cùng, giơ tay định túm lấy cổ áo của Lưu Tiểu Viễn, để dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Nhưng tay tên côn đồ còn chưa chạm đến cổ áo của Lưu Tiểu Viễn thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tên côn đồ tay trái nắm chặt tay phải, vẻ mặt đau đớn vô cùng. "Đại ca, đại ca, anh sao vậy?" Nhóm côn đồ thấy đại ca của mình vẻ mặt đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi hột. "Đau, đau chết mất." Tên côn đồ đau đến mức khóc lóc thảm thiết. "Đại ca, có cần gọi xe cấp cứu không?" "Đại ca" những tên côn đồ thấy đại ca của mình như vậy vội vàng hỏi mẹ kiếp còn hỏi nữa à tất nhiên là phải gọi rồi gọi nhanh lên tên côn đồ cầm đầu hét lớn bảo đàn em của mình gọi xe cấp cứu nhanh lên lưu tiểu viễn cười khẩy ai bảo anh dám thò móng vuốt ra túng cổ áo tôi đây là bài học cho anh đấy nhóm côn đồ đó đến nhanh đi cũng nhanh Ban đầu mọi người còn tưởng Lưu Tiểu Viễn và những người khác sắp gặp họa rồi nhưng không ngờ bọn côn đồ lại tự bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn và ba người khác ăn no, chuẩn bị lái xe về nhà thì đúng lúc đó, một người đàn ông hơn 50 tuổi chặn đường Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu huynh đệ này, tôi thấy cậu không phải người thường nhỉ." Đối phương cười híp mắt nói. Lưu Tiểu Viễn đánh giá người đàn ông này một lượt, thấy đối phương là tu vi luyện khí trung kỳ, giống với tu vi của Đàm Viễn Nghi. Không ngờ ở huyện lại gặp được một tu sĩ luyện khí trung kỳ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi bất ngờ. "Xin lỗi, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đối phương là tu vi luyện khí trung kỳ, không thể nhìn thấu tu vi của Lưu Tiểu Viễn. Người đàn ông nghe vậy, liền nhìn về phía Đàm Viễn Nghi, ông ta và Đàm Viễn Nghi đều là tu vi luyện khí trung kỳ, đương nhiên có thể nhìn ra tu vi của Đàm Viễn Nghi. Vị tiểu thư này hóa ra cô không phải người thường. Người đàn ông kinh ngạc nói. Đàm Viễn Nghi còn trẻ như vậy mà đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ, điều này khiến người đàn ông rất kinh ngạc, bởi vì ông ta đã lớn tuổi rồi mà mới có tu vi này, có chút khen tị. Tôi chỉ là một người bình thường, một giáo viên bình thường. Đàm Viễn Nghi nhìn đối phương, trong lòng có chút không vui. Đã hơn 50 tuổi rồi mà còn gọi Đàm Viễn Nghi là tiểu thư, Điều này khiến Đàm Nguyễn Nghi cho rằng đối phương là người không có ý tốt. Tiểu thư, cô và tôi đều là tu sĩ, cô đừng giấu tôi nữa, hay là tiểu thư cùng tôi tu luyện, biết đâu tu vi của chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Người đàn ông cười nói. Còn Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh, hoàn toàn bị người đàn ông coi như không khí, bởi vì trong mắt người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn là một người bình thường, một tu sĩ luyện khí trung kỳ như ông ta, chỉ cần một ngón tay là có thể đối phó với anh. Này, đừng cản đường chúng tôi ông ở ngay trước mặt tôi mà đò đưa với bạn gái tôi có tin tôi ném ông vào thùng rác không hả lưu tiểu viễn nhìn người đàn ông hỏi người đàn ông nghe vậy liền cười ha ha nói tiểu tử cậu chỉ là một người bình thường mà dám vênh váo trước mặt tôi à có tin tôi cho cậu lên tây thiên gặp diêm vương ngay không nghe lời người đàn ông nói lưu tiểu viễn chỉ muốn cười đồ ngốc này tên này đúng là tự cao tự đại một tu sĩ luyện khí trung kỳ trước mặt một tu sĩ kim đan hậu kỳ như anh mà nói ra lời như vậy, đúng là buồn cười. Sau khi đe dọa Lưu Tiểu Viễn xong, người đàn ông lại tiếp tục nói với Đàm Nguyễn Nghi, Tiểu Thư, sư phụ của tôi à người rất lợi hại, là tu sĩ kim đan trung kỳ, là tu sĩ thì cô phải biết sự lợi hại của tu sĩ kim đan. Thế nào? Tiểu Thư, chỉ cần cô theo tôi, làm đạo lữ của tôi, thế thì sư phụ kim đan kỳ của tôi cũng chính là sư phụ của cô, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy. Liền lắc đầu, người đàn ông này đúng là muốn chết. Cút. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hất tay áo, lập tức người đàn ông liền bay ra ngoài, cả người rơi vào thùng rác. Đứng lại. Người đàn ông lập tức bò ra khỏi thùng rác, chỉ vào bốn người Lưu Tiểu Viễn và hét lớn, "Bốn người các người dám đối xử với tôi như thế, tôi nhất định sẽ cho các người biết tay." Nói xong, người đàn ông không quan tâm đây là nơi đông người, trực tiếp ra tay thi triển thần thông, chỉ thấy thùng rác đó bay về phía Lưu Tiểu Viễn và những người khác những người ở ven đường thấy cảnh này lập tức há hốc mồm kinh ngạc trời ơi thùng rác thế mà lại bay lên điều này không khoa học chút nào mau nhìn kìa thùng rác bay lên rồi có phải mắt tôi hoa không mắt anh không hoa đâu là thật thùng rác thực sự bay lên rồi đúng là chuyện lạ những người dân hiếu kỳ chứng kiến cảnh này đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cảm thấy thùng rác bay lên là một điều không thể tưởng tượng nổi lưu tiểu viễn đối với cảnh này trực tiếp búng tay một cái sau đó thấy thùng rác trực tiếp đổi hướng bay về phía đầu người đàn ông. Người đàn ông thấy thùng rác không chịu sự điều khiển của mình, bay về phía mình, vô cùng kinh ngạc, vội vàng thúc giục linh khí của mình, muốn đưa thùng rác trở về. Nhưng linh lực của người đàn ông so với Lưu Tiểu Viễn thì chẳng khác nào mũi với voi, cho dù ông ta có dùng hết sức lực bú sữa mẹ thì cũng vô ích. Lúc này, người đàn ông biết mình đã gặp cao thủ, ông ta liếc nhìn bốn người Lưu Tiểu Viễn, chỉ có tu vi của Đàm Nguyễn Nghi là ông ta có thể nhìn thấu, còn ba người kia thì ông ta đều cảm thấy là người bình thường chẳng lẽ trong ba người này có cao thủ là người mà mình không thể chống lại người đàn ông cho rằng có lẽ là như vậy nhưng cụ thể là ai người đàn ông không nhìn ra tuy nhiên bây giờ ông ta cũng không có thời gian để nghĩ về điều này bởi vì lúc này người đàn ông thấy thùng rác trên đầu trực tiếp đổ xuống mình rác trong thùng rác lập tức đổ xuống người đàn ông chứng kiến cảnh này lập tức liều mạng muốn chạy trốn nếu bị rác trong thùng rác từ đầu dội xuống chân thì mùi vị đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông phát hiện ra rằng cơ thể mình không thể cử động được. Chuyện này, chuyện này là sao? Người đàn ông sợ đến nổi mặt tái mét, trắng bệch như tờ giấy, vừa nãy cơ thể còn khỏe mạnh, sao chớp mắt đã không thể cử động được, xoạch xoạch, rác trong thùng rác trực tiếp đổ xuống như mưa, tất cả rác đều đổ lên đầu đối phương. Người đàn ông ngửi thấy mùi hôi thối đủ loại trong thùng rác, lập tức cảm thấy muốn chết. Ông ta muốn nín thở nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể nín thở, cơ thể cũng không thể cử động. Người đàn ông chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tận hưởng mùi hôi thối của đủ loại rác trong thùng rác, chỉ những người ở trong đó mới hiểu được mùi vị đó như thế nào. Những người dân hiếu kỳ xung quanh lập tức tránh xa, dùng tay che mũi, quá hôi, quá khó ngửi. Người kia có phải bị ngốc không, tại sao bị rác trong thùng rác đổ như vậy mà vẫn không nhúc nhích, không biết, có lẽ là có vấn đề về đầu óc. Nhưng tại sao thùng rác lại bay lên, còn đổ xuống đầu ông ta nữa? Đây đúng là chuyện lạ, người đàn ông nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, muốn khóc, chết tiệt, các người mới là kẻ đầu óc có vấn đề, tôi bình thường, chỉ là cơ thể không thể cử động. Các người rác rưởi, dám nói tôi, tôi sẽ cắt lưỡi các người." Người đàn ông hung dữ nói. Lời vừa dứt, một cái tát lớn do cương khí hóa thành trực tiếp quạt tới, trực tiếp quạt bay người đàn ông ra ngoài sau đó mấy cái răng trong miệng cũng bị quạt bay mất mọi người thấy người đàn ông bay ra ngoài lập tức né tránh sợ bị người đàn ông chạm vào người nếu không sẽ hôi chết người người đàn ông ngã mạnh xuống đất phát ra tiếng động lớn vì miệng chạm đất trước nên mấy cái răng cửa của người đàn ông đều bị gãy mất trên đường về tô tuyết và hai cô gái khác đều cười trên xe cười tên tu sĩ luyện khí trung kỳ kia không biết trời cao đất rộng cười xong tô vũ đột nhiên nói huyện thành của chúng ta đột nhiên có tu sĩ luyện khí trung kỳ mọi người có thấy lạ không nghe tô vũ nói vậy lưu tiểu viễn cũng nghĩ ngay đến điều này đúng vậy huyện thành này vốn không có bất kỳ môn phái tu chân nào tại sao lại có tu sĩ vô cớ xuất hiện có phải cũng giống như mình là tu sĩ tự do đây là quê nhà của ông ta không về điểm này lưu tiểu viễn không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ nữa bất kể vì lý do gì chỉ cần không gây phiền phức cho mình là được trong những ngày tiếp theo lưu tiểu viễn không có việc gì thì ở nhà chỉ muốn chờ thời điểm huyết sắc luyện ngục mở ra nhanh chóng đến không còn cách nào khác chỉ có nửa năm nếu trong vòng nửa năm không tìm được dược vương đỉnh thì cái mạng nhỏ của anh sắp không giữ được nữa rồi vì vậy nhất định phải tìm được dược vương đỉnh trong vòng nửa năm bây giờ lưu tiểu viễn lại không tìm được bất kỳ manh mối nào về dược vương đỉnh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào huyết sắc luyện ngục hy vọng dược vương đỉnh ở bên trong hôm nay lưu tiểu viễn lại đang nghỉ ngơi ở nhà lục tư giao gọi điện thoại đến nói là để lưu tiểu viễn đi giúp tìm nhà lưu tiểu viễn thấy lạ lục tư giao ở nhà sống tốt như vậy sao lại đi ra ngoài tìm nhà để ở hỏi ra mới biết hóa ra lục tư giao tìm nhà không phải để mình ở mà là tìm nhà cho trương thiến ở lưu tiểu viễn đến thị trấn gặp lục tư giao và trương thiến lục tư giao phải đi làm nên để lưu tiểu viễn đi cùng trương thiến tìm nhà nhà ở thị trấn không dễ tìm vì thị trấn không phải là nơi có nhiều nhà máy nên nhà cho thuê không nhiều Hỏi liên tiếp mấy nhà, đều là nhà đã cho thuê hết rồi nhưng may là cuối cùng cũng tìm được, chủ nhà rất tốt, nhà có một phòng khách và hai phòng ngủ, còn khá rộng rãi. Hai vị, mua nhà này rất tốt, hai vợ chồng ở một phòng, con cái ngủ một phòng, phòng khách thì xem tivi ăn cơm, hai vị xem phòng khách nhà tôi này, rất rộng. Chủ nhà giới thiệu về ngôi nhà của mình, tiện thể coi Trương Thiến và Lưu Tiểu Viễn là vợ chồng. Trương Thiến nghe vậy, cũng không giải thích chuyện như vậy càng giải thích thì người khác càng hiểu lầm nếu cô nói hai người không phải vợ chồng thì người khác sẽ nghĩ hai người có quan hệ đó vì vậy tốt nhất là không giải thích cứ để họ hiểu lầm đi nhà đã thuê xong tiếp theo là trương thiến phải chuyển đồ đạc của mình đến còn phải mua thêm một số đồ dùng hàng ngày lưu tiểu viễn ở nhà buồn chán hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ mà lục tư giao giao cho anh lưu tiểu viễn bắt đầu giúp trương thiến đi khuôn đồ đạc đến nhà trương thiến em dâu của Trương Thiến lại hết mũi, trợn mắt, nói năng chua ngoa. Bố mẹ Trương Thiến cũng không nói gì, dường như con gái đã lấy chồng như bát nước đổ đi, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bố mẹ Trương Thiến làm hơi quá đáng. Theo quan điểm của bố mẹ Trương Thiến, con gái mình lấy được người tốt như nhà họ Lục nhưng lại ly hôn với người ta, đây hoàn toàn là không biết hưởng phúc. Hơn nữa, trong quan niệm của họ, ly hôn là một chuyện rất mất mặt, khiến họ không ngẩng đầu lên được ở địa phương. Trương Thiến đối với thái độ của gia đình mình như vậy, đương nhiên rất đau lòng. Tuy nhiên, cô là người mạnh mẽ, thế nên không nói ra, cũng không khóc, mọi chuyện đều giấu trong lòng. Còn Lưu Tiểu Viễn cũng không biết khuyên Trương Thiến thế nào, chuyện như vậy tốt nhất là không nên nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại cùng Trương Thiến đi mua một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày, lại dọn dẹp nhà cửa, vừa dọn xong, Trương Thiến lại vỗ đùi, nói phải đi đón gia giai tan học. Lưu Tiểu Viễn cũng đã lâu không gặp Gia Gia nên nói lái xe cùng đi đón. Đến cổng trường của Gia Gia, đợi một lúc thì thấy Gia Gia lẻ loi đi ra khỏi trường, cũng không nói chuyện với các bạn, hơn nữa trông có vẻ không vui. Gia Gia? Trương Thiến lập tức gọi, Gia Gia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trương Thiến, gọi một tiếng mẹ, rồi chạy nhanh đến. Anh trai. Chạy đến trước mặt, Gia Gia dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, gọi một tiếng anh trai anh trai, hôm nay sao anh trai lại cùng mẹ đến đón em tan học? Giai Giai vui vẻ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh trai đã lâu không gặp Giai Giai rồi nên muốn gặp Giai Giai. Vậy sau này anh trai ngày nào cũng cùng mẹ đến đón Giai Giai được không? Như vậy anh trai có thể ngày nào cũng gặp Giai Giai rồi. Giai Giai ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy mong đợi, hy vọng được Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý nhưng Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể đồng ý, chưa nói đến việc anh không có thời gian, cho dù có thời gian, cũng không thể ngày nào cũng cùng Trương Thiến đến đón Giai Giai, vì đó là trách nhiệm của bố cô bé. Trương Thiến lập tức nói, Giai Giai, đừng nghịch ngợm, anh trai con ngày nào cũng rất bận. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói tiếp, Giai Giai, có lúc anh trai phải đi công tác, đi một lần là mấy ngày, thậm chí cả tháng. Vì vậy, anh trai không thể ngày nào cũng đến đón Giai Giai nhưng anh trai hứa với Giai Giai, sau này hãy có thời gian là sẽ đến đón Giai 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 không phải là đứa trẻ vô lý vì vậy khi nghe lời lưu tiểu viễn nói cô bé lập tức gật đầu trên đường về giai giai cũng không nói nhiều như trước có lẽ là cô bé đã biết chuyện mẹ mình và bố bố ly hôn bị coi là nhỏ nhưng có một số chuyện cô bé cũng biết về đến nhà trương thiến đi nấu cơm giữ lưu tiểu viễn lại ăn cơm lưu tiểu viễn cũng đồng ý dù sao về nhà cũng là ăn cơm ở đây cũng là ăn cơm đều như nhau Trương Thiến xào ba món ăn gia đình, vừa ngon mắt vừa ngon miệng, Trương Thiến quả là giỏi việc bếp nút. Chị Thiến, tay nghề nấu ăn của chị thật tuyệt, món này ngon quá. Lưu Tiểu Viễn khen ngợi. Được khen, Trương Thiến nở nụ cười quyến rũ, nói, ngon thì ăn nhiều vào. Gia Gia đột nhiên nói, anh trai, anh thích ăn đồ mẹ em nấu như vậy thì chuyển đến nhà em ở đi, như vậy anh có thể ngày nào cũng được ăn đồ mẹ em nấu rồi. Trẻ con nói không kiên nể, trẻ con nói đôi khi chỉ là nói ra những gì mình nghĩ nhưng với người lớn như lưu tiểu viễn và trương thiến thì không nghĩ như vậy hai người nghe vậy không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn nhau ánh mắt trương thiến va vào ánh mắt lưu tiểu viễn như bị điện giật lập tức cúi đầu xuống mặt đỏ bừng thấy vẻ quyến rũ của trương thiến lưu tiểu viễn ở dưới xấu hổ cứng đờ không biết tại sao lưu tiểu viễn nhìn thấy dáng vẻ của trương thiến trong đầu lại có một ý nghĩ không trong sáng có lẽ là phong thái của người phụ nữ trưởng thành trên người Trương Thiến, điều mà những cô gái trẻ ngây thơ không có được. Khi về nhà từ căn hộ Trương Thiến thuê, trời đã tối, Trương Thiến đưa Lưu Tiểu Viễn xuống dưới lầu, dặn Lưu Tiểu Viễn lái xe chậm một chút, chú ý an toàn trên đường. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhận được tin tức từ thiệu đại sư của công hội luyện đan, nói rằng huyết sắc luyện ngục sắp mở ra, bảo Lưu Tiểu Viễn lập tức đến công hội luyện đan. Nhận được tin này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với người nhà một tiếng, sau đó chạy đến hiệp hội luyện đan. Đến hiệp hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn gặp Thiệu Đại Sư, thông qua lời kể của ông ta, thời gian mở ra huyết sắc luyện ngục lần này là 3 ngày nữa. Vì vậy, gọi Lưu Tiểu Viễn đến là để Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị, bởi vì huyết sắc luyện ngục có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nói một câu không hay, ở bên trong đó, vì cái gọi là đồ tốt, anh em ruột cũng có thể đâm chém lẫn nhau. Thiệu Đại Sư tuy không nói thẳng ra như vậy nhưng ý trong lời nói lại là như vậy lần đại hội luyện đan này cũng sẽ có đệ tử đi, bởi vì huyết sắc luyện ngục là nơi nguy hiểm và cơ hội song hành, dưới sự nguy hiểm to lớn, cũng sẽ ẩn chứa cơ hội to lớn. Nếu trong đó có được pháp bảo tốt, hoặc công pháp tốt, thậm chí có được truyền thừa của một vị đại năng nào đó thì đó chính là tổ tiên phù hộ. Vì vậy, mặc dù biết huyết sắc luyện ngục rất nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô đến. Lần này đại hội luyện đan có tổng cộng 5 người tham gia, trong đó có Lưu Nhất Phong, người đã bị Lưu Tiểu Viễn giành mất chức vô địch trong đại hội luyện đan lần trước. Lưu Nhất Phong là chủ động xin đi, mục đích của anh ta là để rửa sạch nỗi nhục. Đại hội luyện đan lần trước, bị Lưu Tiểu Viễn giành mất chức vô địch, khiến anh ta chỉ có thể trở thành á quân, anh ta không phục, anh ta hận, vì vậy, Lưu Nhất Phong nhất định phải đến huyết sắc luyện ngục, phải có được cơ hội tốt ở bên trong, như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Lưu Tiểu Viễn cũng đi cùng với những người của công hội luyện đan, vì vậy tính cả Lưu Tiểu Viễn là 6 người. Thiệu đại sư gọi nhóm người Lưu Nhất Phong đến, nói với mọi người, bất kể trước đây có ân quán gì, đến huyết sắc luyện ngục, mọi người phải đoàn kết, không được làm chuyện đâm sau lưng. Thiệu đại sư biết rằng trước lợi ích, lời nói của mình chẳng khác gì gió thoảng mây bay, nhưng vẫn phải nói. Lưu Nhất Phong nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, nhất định phải để tên khốn Lưu Tiểu Viễn này mãi mãi ở lại huyết sắc luyện ngục. Sau đó, Thiệu đại sư giới thiệu mọi người với nhau, để mọi người hiểu biết lẫn nhau, dù sao cũng là một đội sự hiểu biết cơ bản nhất là rất cần thiết trong ba ngày này công hội luyện đan cho sáu người lưu tiểu viễn sống chung với nhau tìm hiểu thói quen của nhau tìm hiểu ưu nhược điểm của nhau trong ba ngày chung sống này lưu tiểu viễn cũng đã hiểu rõ về năm người lưu nhất phong không cần nói đến lưu nhất phong người này nhất quyết muốn tìm mình báo thù rửa hận không thể trở thành bạn với anh ta người tên ngũ thành hiền kia là đồng minh trung thành của lưu nhất phong rất không thân thiện với lưu tiểu viễn vương thành khôn và trương đa vân dường như giữ thái độ trung lập đối với mối thù giữa lưu tiểu viễn và lưu nhất phong hai người coi như không biết thái độ đối với lưu nhất phong và lưu tiểu viễn đều như nhau người cuối cùng tên là trần tinh dường như có chút ý kiến với lưu nhất phong đi khá gần với lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn đã nắm rõ tình hình của năm người lưu nhất phong có thể nói ai là kẻ thù ai là đồng minh đã hiểu rõ đầy đủ ba ngày trôi qua rất nhanh sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng sáu người lưu tiểu viễn đã bị đánh thức sau khi tập hợp họ sẽ lên đường đến huyết sắc luyện ngục người dẫn đội không phải là thiệu đại sư mà là một luyện đan sư khác luyện đan sư này không nói nhiều trên đường đi sáu người lưu tiểu viễn cũng không nói chuyện khi đến nơi mở ra huyết sắc luyện ngục chỉ thấy đã có rất nhiều tu sĩ đứng ở đó những tu sĩ này đều đứng ở đó mắt nhìn chằm chằm vào một vực sâu giữa núi ở giữa đối với sự xuất hiện của lưu tiểu viễn không ai để ý bởi vì khi bước vào huyết sắc luyện ngục ngay cả thiên tài cũng có nguy cơ bị tổn hại lưu tiểu viễn vừa đến liền thấy một người đàn ông mặc áo trắng phiêu phiêu đạp phi kiếm như một ngôi sao băng lao đến trước mặt sự xuất hiện của người đàn ông này lập tức gây ra một trận náo động dường như người đàn ông này có lai lịch không nhỏ đối với sự náo động của mọi người người đàn ông dường như đã quen rồi không hề ngạc nhiên sắc mặt vẫn bình thường không ngờ cường giả kim đang thứ hai cũng đến luyện đan sư không khỏi nói ra một câu như vậy cường giả kim đang thứ hai nào vậy? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, người đàn ông này mặc dù tu vi kim đang hậu kỳ, thế nhưng nếu nói anh ta là cường giả kim đang thứ hai thì có đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin. Người vừa đến tên là Sở Thiên Phong, chính là một cường giả kim đang trẻ tuổi nhất, anh ta xếp hạng thứ hai. Năm nay Sở Thiên Phong mới 20 tuổi, là đệ tử thiên tài trẻ tuổi của cung cực lạc. Trưởng lão của công hội luyện đang thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác có vẻ bối rối, liền bắt đầu giải thích cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, coi như hiểu được Sở Thiên Phong là người như thế nào. Có thể trở thành người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở cấp độ kim đan, chứng tỏ bản lĩnh của Sở Thiên Phong thực sự không nhỏ. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề để ý đến anh ta, không treo chọc Lưu Tiểu Viễn thì không sao, nếu dám treo chọc mình, anh sẽ cho anh ta biết tay. Ngay lúc này, lại có một tu sĩ bay tới, lần này tu sĩ đến lại là một cô gái, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục đầu búi tóc ăn mặc như một mỹ nhân cổ trang người này là cố vũ tịch cường giả kim đan thứ ba đệ tử của bích hải cát luyện đan sư của công hội luyện đan giới thiệu sự xuất hiện của cố vũ tịch lập tức gây ra một số náo động những người náo động đều là tu sĩ nam bởi vì dung mạo của cố vũ tịch giống như tiên nữ trên trời luyện đan sư của công hội luyện đan nói lần này cường giả kim đan thứ hai và thứ ba đều đến Xem ra người thứ nhất cũng sẽ đến góp vui. Lần này các cậu vào huyết sắc luyện ngục phải cẩn thận, phải đoàn kết, biết chưa? Luyện đan sư của công hội Luyện Đan dặn dò. Cường giả Kim đan thứ hai và thứ ba đều đến góp vui, như vậy lần huyết sắc luyện ngục này sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Vâng. Sáu người Lưu Tiểu Viễn đều gật đầu đồng ý, còn đến lúc đó có đoàn kết hay không thì ai mà biết được, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đoàn kết với Lưu Nhất Phong các cậu biết là tốt rồi. luyện đan sư của công hội luyện đan gật đầu nói, quyết sách luyện ngục lần này sẽ nguy hiểm hơn trước đây. lần này có rất nhiều cường giả cấp kim đang tham gia, các cậu vào đó nhớ phải cẩn thận. chỉ khi nào đoàn kết lại với nhau thì các cậu mới có cơ hội. ngay khi lời của luyện đan sư của công hội luyện đan vừa dứt, một người đàn ông đầu xanh đầu đỏ bay tới. khi người đàn ông này bay tới, trên người còn phát ra loại nhạc đập bùm bùm rất có cảm giác. người đàn ông vừa đến hiện trường, khắp nơi tràn ngập loại nhạc có nhịp điệu lôi cuốn người đàn ông tự mình nhảy múa hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác chết tiệt thiếu niên đầu xanh đầu đỏ này cũng là một tu sĩ hơn nữa còn là một tu sĩ cấp kim đang hậu kỳ người đàn ông nhảy không đẹp thậm chí còn hơi buồn cười nhưng không ai dám cười nếu có người cười cũng sẽ bị trưởng lão trong môn phái của mình quở trách trong đó có hai tu sĩ cười ha hả chỉ trích người đàn ông này nhảy cái gì vậy nhưng vừa cười chưa được bao lâu thì thấy người đàn ông đầu xanh đầu đỏ chỉ vào hai người lập tức hai luồng chân khí màu trắng bắn về phía hai người lập tức hai tu sĩ cấp kim đan sơ kỳ vừa chế dẫu kia đã tử vong chết tiệt thật lợi hại lưu tiểu viễn giật mình không ngờ thiếu niên đầu xanh đầu đỏ này lại lợi hại như vậy luyện đan sư của công hội luyện đan nói người này tên là trương xuyên cường giả kim đan thứ nhất đệ tử của đảo bồng lai đầu xanh đầu đỏ này lại là cường giả kim đan thứ nhất không ngờ được điều này khiến lưu tiểu viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chỉ trong chớp mắt đã giải quyết được hai tu sĩ cấp kim đang sơ kỳ những người có mặt không còn ai dám chế dỡ điệu nhảy của đầu xanh đầu đỏ nữa thiếu niên đầu xanh đầu đỏ lập tức cười nói mọi người có hứng thú nhảy cùng tôi không nào đầu xanh đầu đỏ nói xong lại nhảy lên hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhảy thật vui vẻ thật thoải mái ầm ầm đột nhiên có một tiếng nổ lớn từ vực sâu truyền đến thiếu niên đầu xanh đầu đỏ dừng điệu nhảy ma quái của mình lại mọi người cũng hướng mắt về phía vực sâu bởi vì mọi người đều biết huyết sắc luyện ngục sắp mở ra tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng căng thẳng trái tim của lưu tiểu viễn cũng trở nên căng thẳng huyết sắc luyện ngục mở ra phải vào trong đó tìm tung tích của dược vương đỉnh nếu dược vương đỉnh không có trong huyết sắc luyện ngục thì đối với lưu tiểu viễn mà nói đó là một đòn chí mạng vì vậy khi nghe thấy tiếng ầm ầm bên dưới lưu tiểu viễn cầu nguyện trong lòng hy vọng dược vương đỉnh ở trong đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào vực sâu không chớp mắt như sợ bỏ lỡ thứ gì đó tốt đẹp ngay lúc này đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ như máu từ vực sâu bắn ra trực tiếp lên tận trời cao huyết sắc luyện ngục đã mở mọi người mau vào trong không biết ai hét lên một câu như vậy lập tức mọi người ầm ĩ lên mọi người giống như đang nhảy xuống nồi nước sôi chủ động nhảy xuống sợ rằng nhảy chậm đồ tốt bên trong sẽ bị người khác cướp mất các cậu phải ghi nhớ lời tôi dặn, vào trong đó rồi, nhất định phải đoàn kết, biết chưa? Luyện đan sư của công hội Luyện Đan một lần nữa dặn dò. Lưu Tiểu Viễn và những người khác nhảy theo xuống, tiến vào huyết sắc luyện ngục này, Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy một mùi tanh tưởi, rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Đi theo cột sáng này, Lưu Tiểu Viễn và những người khác đã đến huyết sắc luyện ngục khi đứng vững, Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đều là một màu đỏ như máu, quả là huyết sắc luyện ngục nhìn xuống mặt đất chỉ thấy dưới chân là một vùng đất cát sỏi xung quanh là một vùng đất hoang vu không có gì cả giống như sa mạc những ai muốn đi theo lư nhất phong tôi thì đi lư nhất phong lập tức nói vừa đến đây anh ta đã bắt đầu tính toán quyết định chia bè chia phái với lưu tiểu viễn lư nhất phong tôi đi theo anh là đồng minh của lư nhất phong ngũ thành hiền đương nhiên lập tức bày tỏ thái độ đứng về phía lư nhất phong còn trần tinh thì lập tức nói tôi đi cùng Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn là quán quân của đại hội luyện đan lần này, dù sao cũng mạnh hơn một số người. Nghe lời Trần Tinh nói, mặt Lưu Nhất Phong tức đến tái xanh, một số người mà Trần Tinh nói đến chính là Lưu Nhất Phong. Vương Thành Khôn, Trương Đa Vân, hai người thì sao? Hai người đi theo ai? Lưu Nhất Phong nhìn Vương Thành Khôn và Trương Đa Vân hỏi. Hai người có chút khó xử, bây giờ Lưu Nhất Phong rõ ràng là để họ lựa chọn không lựa chọn cũng không tốt, chẳng lẽ hai người họ thành một nhóm, như vậy trong huyết sắc luyện ngục sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu lựa chọn, chắc chắn sẽ đắc tội với một trong hai bên. Vương Thành Khôn và Trương Đa Vân suy nghĩ một chút, sau đó quyết định chọn đi cùng Lưu Nhất Phong, vì hai người họ biết Lưu Nhất Phong có một người ông nội lợi hại, đây là người mà họ không thể đắc tội. Còn Lưu Tiểu Viễn tuy là quán quân của đại hội luyện đan lần này nhưng lại không có hậu thuẫn mạnh mẽ nào. Lưu Tiểu Viễn, Trần Tinh, vậy thì chúc hai người may mắn lư nhất phong cười nói sau đó dẫn theo ngũ thành hiền và hai người khác rời đi đợi lư nhất phong và những người khác đi rồi trần tinh khạc một bãi nước bọt đang định nói gì đó với lưu tiểu viễn thì trần tinh lập tức phát hiện ra một người quen hét lên anh họ trần tinh em cũng ở đây sao sao chỉ có hai người các em thế này có muốn đến chỗ anh họ không trần tinh nghe vậy lập tức gật đầu nói được anh họ vậy làm phiền anh rồi Lưu Tiểu Viễn, xin lỗi, tôi đi đến chỗ anh họ tôi, anh tự cẩn thận một chút." Trần Tinh cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Trần Tinh có chỗ dựa tốt, lập tức bỏ rơi Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi cười một tiếng, quả nhiên lòng người khó lường, trong huyết sắc luyện ngục này, thứ nguy hiểm nhất không phải là nguy hiểm của huyết sắc luyện ngục, mà là lòng người. "Không sao, tôi không sao, anh đi đi." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn còn mong được một mình hành động. Như vậy có thể bớt đi một kẻ vướng víu, có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, trong huyết sắc luyện ngục, Lưu Tiểu Viễn không sợ bất kỳ ai. Vì vậy, Trần Tinh chủ động rời đi, đúng ý Lưu Tiểu Viễn. Sau khi Trần Tinh đi, Lưu Tiểu Viễn một mình đứng tại chỗ, quan sát xung quanh, xem nên đi về hướng nào. Lần này đến huyết sắc luyện ngục, không phải đến để du ngoạn một vòng, mà là đến tìm dược vương đỉnh. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của huyết sắc luyện ngục chuyện không nên chậm trễ, Lưu Tiểu Viễn lập tức hành động, bay về phía nam. Bay được khoảng 10 cây số, Lưu Tiểu Viễn lập tức trông thấy một đám người đang vây quanh một con rết màu đỏ như máu, con rết này giống như một con rồng khổng lồ, trong miệng còn có thể phun ra khói đỏ, đám tu sĩ tấn công con rết có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn không dừng lại, chuyện này không liên quan đến anh, nhiệm vụ của anh là tìm dược vương đỉnh. Lại tiếp tục bay về phía trước gần chục dặm, đột nhiên trên đầu tối sầm lại, Lưu Tiểu Viễn ngước nhìn lên, chỉ thấy một con chim lớn màu đen lượn vòng trên đầu lưu tiểu viễn những móng vuốt sắc nhọn cong như móc như coi lưu tiểu viễn là con mồi bất cứ lúc nào cũng có thể bay xuống dáng cho lưu tiểu viễn một đòn chí mạng thấy con chim lớn trên đầu lưu tiểu viễn quát lớn cút ngay cho tao không thì tao băm vào mày ra đấy con chim lớn này dường như hiểu được lời của lưu tiểu viễn nghe vậy liền kêu lên một tiếng âm thanh vô cùng chói tai sau đó thấy con chim lớn này chụp xuống lưu tiểu viễn những móng vuốt sắc nhọn còn sắc hơn cả dao muốn chết Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, chém thẳng vào móng vuốt của con chim lớn, con chim lớn này tuy to lớn nhưng tốc độ phản ứng lại không nhanh như vậy, lập tức bị huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn chém đứt cả hai chân. Hai chân bị chém đứt, con chim lớn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lao xuống, dùng cái mỏ nhọn hoắt của mình mổ vào Lưu Tiểu Viễn, thấy con chim lớn này bị đứt cả hai chân mà còn muốn trả thù mình, thật là không biết lượng sức. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, huyết ẩm kiếm lập tức bay lên từ giữa không trung như một ngôi sao băng, xẹt một tiếng, một kiếm chém đứt cổ con chim lớn. Cổ con chim lớn bị chém đứt, vẫn đập cánh trên không trung vài cái, máu ở cổ phun ra như mưa phùn. Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh, con chim lớn đập cánh vài cái rồi rơi mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, đập một cái hố nhỏ trên mặt đất. Nhìn con chim lớn đã chết, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay đi. Bay được một đoạn không xa, Lưu Tiểu Viễn lại nghe thấy tiếng đánh nhau, nhìn lại lại có người đụng độ với quái vật trong huyết sắc luyện ngục chuyện này không liên quan đến mình lưu tiểu viễn thậm chí còn không thèm nhìn trực tiếp bỏ đi lưu tiểu viễn vừa bay vừa tìm tung tích của dược vương đỉnh chỉ cần phát hiện ra thứ gì liên quan đến đỉnh lưu tiểu viễn sẽ lập tức dừng lại quan sát là ai đang lúc lưu tiểu viễn dùng thần thức dò xét đột nhiên phát hiện trong một hang động có một người phụ nữ đang thay quần áo tấm lưng trắng nõn còn có cặp mông tròn trịa đều bị lưu tiểu viễn nhìn thấy rõ mồn một Chết tiệt. Đây là ai vậy, có phải bị bệnh không? Đây là huyết sắc luyện ngục đấy, không biết cô ngốc nào tự nhiên lại thay quần áo ở đây. Lưu Tiểu Viễn không trả lời, muốn bay đi, dù sao cũng đã nhìn thấy cô gái, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ trong hang động bay ra, trực tiếp chặn trước mặt Lưu Tiểu Viễn, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Có phải vừa rồi là anh không? Cố Vũ Tịch dùng ngón tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi lưu tiểu viễn không ngờ người thay quần áo trong hang động lại là cố vũ tịch người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng cường giả kim đan lưu tiểu viễn lắc đầu nói cô gái tôi không biết cô đang nói gì gì mà có phải tôi không cô nói vậy là có ý gì để tránh phiền phức không đáng có lưu tiểu viễn lập tức giả vờ ngây ngốc muốn qua loa cho xong chuyện đồ háo sắc còn cãi chày cãi cối cố vũ tịch thấy vẻ giả vờ của lưu tiểu viễn tức giận giơ kiếm trong tay lên định giết chết anh Lưu Tiểu Viễn cũng nổi nóng, tôi vô tình nhìn thấy cô thay quần áo thì là lỗi của tôi à. Ai mà biết cô lại thay quần áo trong hang động, tôi cãi chày cãi cối cái gì chứ. Đừng cản tôi, tôi còn có việc. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn cố vũ tịch, khó chịu nói. Cố vũ tịch không ngờ Lưu Tiểu Viễn dám nói chuyện với mình như vậy, từ trước đến nay, cô ta luôn là thiên chi kiêu nữ, người khác thấy cô ta ều cung kính, bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại không coi cô ta ra gì, lại còn chửi bậy, Đúng là đáng ghét. Đồ háo sắc, đây là anh tự tìm đường chết đấy." Cố Vũ Tịch tức giận nói, cầm phi kiếm trong tay đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. "Mẹ kiếp, cô bị bệnh nhà, thần kinh nhà, đồ đàn bà này." Lưu Tiểu Viễn tức giận mắng. Bị Lưu Tiểu Viễn mắng như vậy, Cố Vũ Tịch ngây người, người đàn ông này lại dám mắng cô ta là đồ thần kinh, anh nói ai là đồ thần kinh? "Đồ háo sắc." Cố Vũ Tịch cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lưu tiểu viễn trong mắt phun ra ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu cháy lưu tiểu viễn nói cô đấy đây là huyết sắc luyện ngục không phải nhà cô đến huyết sắc luyện ngục còn thay quần áo cô bị bệnh nha cô có thể thay quần áo trong hang động lẽ nào không cho ông đây vào dò xét hang động sao lưu tiểu viễn chỉ thẳng mặt cố vũ tịch mắng té tát cố vũ tịch ngây người cô ta không ngờ mình lại bị một người đàn ông mắng như vậy hơn nữa cố vũ tịch còn câm nín căn bản không tìm ra lời nào để phản bác anh cố vũ tịch chỉ kiếm vào lưu tiểu viễn tức đến nói không nên lời anh cái gì mà anh đừng tưởng mình đẹp là có thể không nói lý chọc giận tôi tôi mặc kệ cô là đàn ông hay đàn bà tôi cũng đánh cho lưu tiểu viễn khó chịu nói rắc rắc vừa dứt lời lưu tiểu viễn đột nhiên dưới đất truyền đến tiếng nước vỡ như thể có thứ gì đó sắp chui ra từ dưới đất hơn nữa tiếng nước vỡ của mặt đất ngày càng lớn trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài và lớn lưu tiểu viễn thấy cảnh này căn bản không còn tâm trạng cãi nhau với cố vũ tịch chết tiệt chắc chắn lại có quái vật xuất hiện cố vũ tịch cũng biết tình hình nghiêm trọng liếc nhìn lưu tiểu viễn sau đó nhìn xuống đất lưu tiểu viễn không muốn ở đây lãng phí thời gian nên nghĩ rằng thừa dịp quái vật chưa ra ngoài mình chuồn trước đã lưu tiểu viễn lập tức bay về phía trước nhưng vừa mới cất bước thì thấy một thứ đen ngòm như con dung đất chui thẳng từ mặt đất lên chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy con quái vật trước mắt, chỉ thấy con quái vật này là một con dung đất cỡ lớn, toàn thân đen ngòm, căn bản không nhìn ra mắt mũi miệng ở đâu. Con quái vật đen ngòm nằm ngang trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức thân mình uốn éo, cuốn lấy Lưu Tiểu Viễn. Mặt đất phát ra tiếng rắc rắc, toàn bộ thân mình con quái vật chui ra khỏi mặt đất, còn trên mặt đất thì xuất hiện một cái rãnh dài. Con quái vật đen ngòm này dài phải đến cả trăm mét, thân hình khổng lồ, bên ngoài thân mình có một lớp chất nhờn, trông rất ghê tởm. Đây là con quái vật gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy con quái vật trước mắt, cảm thấy rất ghê tởm, chết tiệt, huyết sắc luyện ngục này toàn là những con quái vật này. Cố vũ tịch hét lên một tiếng, phi kiếm trong tay tuột khỏi tay, trực tiếp kéo theo một cái đuôi dài chém vào con quái vật đen ngòm này. Con quái vật đen ngòm này thấy cố vũ tịch tấn công, trực tiếp dùng thân mình để chống đỡ, chỉ thấy con yêu quái đen ngòm này trực tiếp cuột mạnh thân mình, lập tức va chạm với phi kiếm của cố vũ tịch phi kiếm của cố vũ tịch lập tức phát ra một tiếng ong ong mặc dù có vẻ hơi không chịu nổi cố vũ tịch cũng lùi lại một bước có vẻ như đòn tấn công vừa rồi cô ta căn bản không chiếm được lợi thế ngược lại còn bị yếu thế có thể thấy được sự khủng khiếp của con yêu quái đen ngòm này lưu tiểu viễn vốn định bỏ chạy ngay lập tức nhưng nghĩ lại mình là đàn ông nếu cứ thế mà bỏ chạy thì có phải quá hèn không mặc dù cố vũ tịch rất đáng ghét nhưng nếu cứ thế mà bỏ chạy thì mình cũng chẳng ra dáng đàn ông huống hồ con quái vật này cũng chưa chắc đã để lưu tiểu viễn rời đi chỉ thấy con quái vật này sau khi dùng một cái đuôi đánh lui cố vũ tịch thì đôi mắt đen lấy của nó nhìn chằm chằm vào lưu tiểu viễn sau đó nó quét một cái đuôi về phía lưu tiểu viễn chiêu này quét ngang ngàn quân mang theo một luồng gió mạnh vô song xung quanh các bay đá chạy bụi mù mịt con quái vật này như thể mặc trên người một bộ giáp không gì phá nổi Phi kiếm của cố vũ tịch vừa rồi căn bản không làm con quái vật này bị thương chút nào. Lưu tiểu viễn cũng chẳng quan tâm con quái vật này cứng đến mức nào, anh không tin là bộ giáp của con quái vật này có thể chống đỡ được huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ, sau đó trực tiếp chém vào người đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng bếp, như thể huyết ẩm kiếm chém vào kim loại, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Cao. Con quái vật này sau khi bị huyết ẩm kiếm chém một nhát thì phát ra một tiếng gầm, hẳn là huyết ẩm kiếm đã gây ra cho con quái vật này không ít thương tích con quái vật sau khi bị đau lập tức như phát điên lao vào tấn công lưu tiểu viễn hoàn toàn bỏ mặc cố vũ tịch ở bên kia cô gái cố vũ tịch này cũng coi như nghĩa khí không trực tiếp bỏ chạy mà lấy ra phi kiếm của mình cùng lưu tiểu viễn hợp công đánh kẹp lưu tiểu viễn thấy cố vũ tịch như vậy trong lòng cũng khá hài lòng nếu cố vũ tịch trực tiếp bỏ chạy lưu tiểu viễn không ngại trực tiếp đuổi theo người phụ nữ này để con quái vật trực tiếp đuổi theo cố vũ tịch đòn tấn công của cố vũ tịch đối với con quái vật này căn bản không có tác dụng gì phi kiếm của cô ta chém vào người con quái vật căn bản không gây ra được bất kỳ thương tích thực chất nào cho con quái vật con quái vật này cũng không ngốc biết rằng lưu tiểu viễn mới là nhân vật nguy hiểm đặc biệt là thanh huyết ẩm kiếm của lưu tiểu viễn khiến con quái vật cảm thấy kiên dè con quái vật đối với lưu tiểu viễn là truy đuổi ráo riết còn cố vũ tịch con quái vật căn bản không thèm để ý Mặc cho phi kiếm của cô cứ thế chém vào người mình. Chết tiệt. Mày đuổi theo tao mãi thế làm gì? Lưu Tiểu Viễn trong lòng chửi thề nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Con quái vật này mặc trên người một lớp giáp dày, hoàn toàn không thể phá nổi, huyết ẩm kiếm chém vào người con quái vật cũng chỉ có thể gây cho con quái vật cảm giác đau đớn. Mà căn bản không làm con quái vật bị thương, đây là một chuyện rất đáng tức giận. Cao. Quái vật đột nhiên từ miệng phun ra một luồng khí luồng khí này lại mang theo một luồng khí tức khiến người ta buồn nôn cho dù nín thở vẫn có thể cảm thấy đầu óc hơi choáng váng không ổn khí tức mà yêu quái này phun ra rất có hại cho cơ thể não người chính là trung khu của cơ thể một khi đầu óc có vấn đề năng lực chiến đấu sẽ hoàn toàn giảm xuống tảng người phụ nữ cố vũ tịch này hét lớn một tiếng trực tiếp tế ra một cái quạt quạt phải một cái trong không trung lập tức loại khí thể mà con quái vật phun ra biến mất không thấy đâu sau khi khí tức của con quái vật biến mất, đầu óc của Lưu Tiểu Viễn lập tức trở lại bình thường. Xem ra, người phụ nữ này cũng không phải vô dụng, vẫn có chút tác dụng. Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, con quái vật lại gầm lên một tiếng, phun ra một luồng khí về phía Lưu Tiểu Viễn, luồng khí này còn lớn hơn cả trước đó, cố vũ tịch cho dù tế ra quạt của mình, dường như cũng vô ích. Chết tiệt, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Lưu Tiểu Viễn trong lòng lo lắng nói khí thể của con quái vật này có thể khiến người ta choáng váng phản ứng chậm lại đối với một tu sĩ mà nói đây là điều chí mạng đi chết đi lưu tiểu viễn hét lớn một tiếng lại chém một kiếm đỡ đòn tấn công của con quái vật tuy nhiên đòn tấn công này chỉ làm chậm lại đòn tấn công của con quái vật căn bản không làm con quái vật bị thương lưu tiểu viễn trong lòng cũng rất sốt ruột nếu không diệt được con quái vật này chắc chắn sẽ rất phiền phức ngay lúc lưu tiểu viễn vô cùng sốt ruột khí thể mà con quái vật này phun ra càng ngày càng nhiều quạt của cố vũ tịch căn bản không quạt hết được lúc này cả người cố vũ tịch cũng hoảng sợ bởi vì cô ta cảm thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng lưu tiểu viễn thấy quạt của cố vũ tịch không còn tác dụng cả người cũng lo lắng đầu óc choáng váng khiến lưu tiểu viễn căn bản không thể tỉnh táo được ngay lúc này miếng ngọc bội trong túi trữ vật của lưu tiểu viễn lập tức tỏa ra luồng khí màu xanh lục trực tiếp chui vào cơ thể lưu tiểu viễn theo luồng khí màu xanh lục tiến vào lưu tiểu viễn lập tức cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn nhiều cảm giác choáng váng lập tức biến mất ha ha xem ra miếng ngọc bội này lại phát huy tác dụng lưu tiểu viễn thấy miếng ngọc bội phát huy tác dụng khiến đầu óc mình không còn hỗn độn lưu tiểu viễn rất vui mừng ngay lúc này lưu tiểu viễn đột nhiên phát hiện ra bụng dưới của con quái vật này có một chấm nhỏ màu trắng điều này khiến lưu tiểu viễn cảm thấy rất kỳ lạ nghĩ thầm chẳng lẽ đây là điểm yếu của con quái vật nghĩ như vậy lưu tiểu viễn quyết định thử một lần cho dù không phải điểm yếu của con quái vật cũng sẽ không gây ra tổn thất gì cho mình đúng không lưu tiểu viễn lập tức thúc giục huyết ẩm kiếm đâm về phía chấm nhỏ màu trắng ở bụng dưới của con quái vật con quái vật thấy huyết ẩm kiếm đâm về phía chấm nhỏ màu trắng trên bụng mình gầm lên một tiếng vội vàng né tránh dường như rất sợ huyết ẩm kiếm đâm trúng chỗ đó của nó lưu tiểu viễn thấy cảnh này cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu là thế nào chắc chắn đó là điểm yếu của con quái vật nếu không thì con quái vật đã không để ý như vậy trước đó bất kể huyết ẩm kiếm chém vào đâu con quái vật cũng không né tránh trực tiếp chống đỡ bây giờ đã né tránh thì có nghĩa là nó sợ rồi này nhìn thấy chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật kia không đó là điểm yếu của con quái vật lưu tiểu viễn hét về phía cố vũ tịch đầu óc cố vũ tịch đang choáng váng nghe lưu tiểu viễn nói nhất thời chưa phản ứng lại lưu tiểu viễn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu vẫn không trông cậy vào người phụ nữ này được hay là tự mình giải quyết con quái vật này đi lưu tiểu viễn lại tế ra phi vân kiếm hai mặt giáp công khiến con quái vật không thể chống đỡ sau đó nhân lúc con quái vật mất tập trung lưu tiểu viễn thúc giục huyết ẩm kiếm đâm thẳng vào chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật khi huyết ẩm kiếm đâm trúng chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật con quái vật gầm lên một tiếng thấy chỗ bị huyết ẩm kiếm đâm trúng lập tức phun ra một luồng khí màu trắng luồng khí màu trắng đó giống như băng khô tan chảy trong không khí, bốc lên từng luồng khí màu trắng. Ngay lập tức, chỉ thấy con quái vật này trực tiếp thu nhỏ lại, cuối cùng, con quái vật này giống như một quả bóng xì hơi, xì một tiếng, con quái vật này trực tiếp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, con quái vật chết ngõm ngay lập tức, lưu tiểu viễn đi đến bên con quái vật, dùng chân đá con quái vật mấy cái. Ủa, người phụ nữ đó đâu rồi? Lưu tiểu viễn đá con quái vật mấy cái, đột nhiên phát hiện cố vũ tịch không thấy đâu lưu tiểu viễn nhìn quanh lúc này mới phát hiện cố vũ tịch nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như đã chết này cô không sao chứ lưu tiểu viễn đi đến bên cố vũ tịch từ trên cao nhìn xuống hỏi cố vũ tịch nằm trên mặt đất nghe lưu tiểu viễn hỏi trực tiếp mở mắt ra nhìn lưu tiểu viễn yếu ớt nói tôi không sao làm phiền anh đỡ tôi dậy một chút mẹ kiếp thế này mà gọi là không sao à đã để tôi phải đỡ cô dậy rồi còn nói không sao người phụ nữ này đúng là cứng đầu. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo người phụ nữ này đứng dậy, chỉ thấy người phụ nữ này sau khi đứng dậy, thân thể lão đảo, giống như say rượu. Này, cô không sao chứ? Thấy cố vũ tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng hỏi, dù sao cũng là một người đẹp, nếu chết ở huyết sắc luyện ngục, cũng thật là phí của giời. Chỉ là đầu hơi choáng thôi. Cố vũ tịch dùng tay kia che trán mình nói. Lưu Tiểu Viễn nói, để tôi xem, xem có thể giúp cô không. Lưu tiểu viễn trên người có khối ngọc bội đó, khí thể màu xanh trong ngọc bội vừa vặn có thể khắc chế luồng khí mà con quái vật phun ra từ miệng, cho nên, lưu tiểu viễn muốn truyền một ít khí thể màu xanh cho cố vũ tịch. Lưu tiểu viễn không phải là loại ma đầu giết người không chớp mắt, đã gặp rồi, có thể cứu thì cứu, húng hồ, trước đó còn nhìn thấy thân thể của cô gái nhỏ này, cũng coi như là một chút đền bù với cô ta. Vô dụng thôi, khí độc của con quái vật này quá lợi hại, anh chắc chắn cố vũ tịch còn chưa nói hết lời đột nhiên phát hiện lưu tiểu viễn tinh thần phấn chấn căn bản không giống như bị trúng độc anh sao anh không sao cố vũ tịch kinh ngạc hỏi cô ta vốn tưởng rằng lưu tiểu viễn cũng giống như mình cũng sẽ biến thành như vậy cho dù không như vậy cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu tại sao tôi phải sao lưu tiểu viễn cười hỏi ngược lại lưu tiểu viễn nói được rồi để tôi xem cho cô người phụ nữ này Đừng có lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Tôi đã nói là có thể chữa trị cho cô thì có nghĩa là có thể chữa trị cho cô, tin tôi đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu truyền khí thể màu xanh trong ngọc bội vào người Cố Vũ Tịch. Chỉ một lúc sau, Cố Vũ Tịch cảm thấy cảm giác choáng váng trong đầu lập tức biến mất. "Cảm ơn." Cố Vũ Tịch chân thành nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói: cảm ơn thì thôi, chỉ cần cô không coi tôi là tên háo sắc là được. Cố vũ tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, nếu người đàn ông này thực sự là tên háo sắc thì vừa rồi anh đã không giúp cô ta giải độc, mà ngược lại sẽ nhân lúc cô ta trúng độc mà chiếm tiện nghi của cô ta. Tôi hiểu lầm anh rồi. Cố vũ tịch ấy nấy nói, xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói, thôi thôi, tôi là người lớn không chấp tiểu nhân, còn nữa, cô em gái, lần sau khi thay quần áo, tốt nhất là nên gian một kết giới, như vậy an toàn hơn, biết chưa, cố vũ tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đỏ mặt, tên này đúng là, chuyện gì không nhắc lại nhắc, vừa nhắc đến chuyện này, cố vũ tịch liền ngượng ngùng. Cố vũ tịch thay quần áo, là vì sau khi đến huyết sắc luyện ngục, cố vũ tịch đã giết một con quái vật, chỉ là máu của con quái vật đó đều bắn hết lên quần áo. Là một cô gái sạch sẽ, đương nhiên không cho phép có thứ bẩn thiểu dính vào quần áo của mình. Vì vậy, Cố Vũ Tịch đã tìm một hang động để thay quần áo nhưng quần áo còn chưa thay xong thì đã bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện. "Được rồi, cơ thể cô cũng khỏe rồi, tôi đi trước đây." Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vũ Tịch. Lưu Tiểu Viễn đến huyết sắc luyện ngục chính là để tìm dược vương đỉnh, thế nên Lưu Tiểu Viễn không có thời gian ở đây dây dưa với Cố Vũ Tịch. "Anh định đi đâu, tôi đi cùng anh nhé." Cố Vũ Tịch vội vàng nói. Qua trận chiến vừa rồi, cố vũ tịch đã thấy được sự lợi hại của lưu tiểu viễn hơn nữa cũng biết lưu tiểu viễn không phải là loại người đâm sau lưng cho nên đi cùng người như vậy an toàn sẽ được đảm bảo lưu tiểu viễn nói xin lỗi tôi thích một mình tạm biệt nói xong lưu tiểu viễn trực tiếp bay đi thậm chí còn không thèm nhìn cố vũ tịch cố vũ tịch không ngờ lưu tiểu viễn lại như vậy tức giận dậm chân là cường giả kim đang đứng thứ ba lại còn là tiên tử khuynh thành khuynh quốc vậy mà lại bị lưu tiểu viễn phớt lờ như vậy đúng là tức chết người anh chờ đó tên háo sắc này cố vũ tịch nhìn theo hướng lưu tiểu viễn biến mất tức giận nói sau khi lưu tiểu viễn bay đi tiếp tục tìm kiếm thông tin về dược vương đỉnh nhưng anh đã tìm gần hết huyết sắc luyện ngục rồi vẫn không thấy chút manh mối nào lưu tiểu viễn có chút sốt ruột chết tiệt nếu trong huyết sắc luyện ngục thực sự không có dược vương đỉnh vậy thì anh phải đi đâu để tìm dược vương đỉnh đây dược vương đỉnh ơi dược vương đỉnh Rốt cuộc mày đang ở đâu? Mau xuất hiện đi. Lưu Tiểu Viễn thầm kêu trong lòng, hy vọng Dược Vương đỉnh mau chóng xuất hiện trước mặt mình. Lúc này Lưu Tiểu Viễn như một đứa trẻ bất lực, miệng liên tục gọi, hy vọng Dược Vương đỉnh nhanh chóng xuất hiện. Đang bay, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, đi tới xem, chỉ thấy Lưu Nhất Phong và những người khác đang đối đầu với người khác, hơn nữa Lưu Nhất Phong và Ngũ Thành Hiền còn bị thương. Còn hai người khác của công hội luyện đan thì đã chết tươi chết thảm trên mặt đất lưu tiểu viễn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu đúng là đã muốn chết thì không sao cản được nếu hai người này đi theo mình ngay từ đầu lưu tiểu viễn cũng sẽ không đuổi họ đi ít nhất bây giờ họ vẫn còn sống lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn cứu chúng tôi cứu chúng tôi ngũ thành hiền thấy lưu tiểu viễn thì hét lớn bảo lưu tiểu viễn cứu họ lưu tiểu viễn đáp xuống bên cạnh ngũ thành hiền nói chúng ta không thân thiết đến vậy chứ ngũ thành hiền nói lưu tiểu viễn chuyện trước đây là tôi có lỗi với anh nhưng vì chúng ta đều là đệ tử của công hội luyện đan anh hãy giúp chúng tôi đi nếu chúng tôi chết vậy anh sẽ trở thành kẻ cô độc ngũ thành hiền đến bây giờ vẫn không quên dùng lời lẽ để uy hiếp lưu tiểu viễn ý là nếu anh không cứu chúng tôi một mình anh ở trong huyết sắc luyện ngục đó sẽ là một chuyện rất nguy hiểm nếu anh cứu chúng tôi vậy mọi người sẽ cùng nhau liên thủ như vậy mọi người đều sẽ sống lưu tiểu viễn cười nhìn ngũ thành hiền nói, Ngũ Thành Hiền, anh đừng dọa tôi, không có sự giúp đỡ của các anh, một mình Lưu Tiểu Viễn tôi vẫn có thể bình an vô sự trong huyết sắc luyện ngục này. Ngũ Thành Hiền nghe vậy, lập tức biết mình nói sai, vội cười nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi không có ý đó, tôi thực sự không có ý đó, anh xem chúng ta đều là đệ tử của công hội luyện đan, anh giúp tôi một tay đi. Lưu Nhất Phong trừng mắt nhìn Ngũ Thành Hiền, quát, Ngũ Thành Hiền, anh nói với người này làm gì, dù tôi có chết cũng sẽ không để anh ta giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn vỗ tay, nói, không tệ, rất có cốt khí, vậy thì tôi sẽ xem anh bị người khác giết như thế nào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nói với những người đối diện, các vị, đừng vì sự xuất hiện của tôi mà ảnh hưởng đến những việc tiếp theo của các vị, các vị cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là một người xem náo nhiệt thôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền lui sang một bên đứng, thực sự trông như đang xem náo nhiệt. Đối với Lưu Nhất Phong, Lưu Tiểu Viễn thực sự không có chút thiện cảm nào, trước đây đã nhắm vào dương tử hàm sau đó vì lưu tiểu viễn cướp mất chức vô địch của anh ta nên mới khiến cho mưu đồ của anh ta bị phá hỏng lưu tiểu viễn trong lòng biết mình đã cướp mất ngôi vô địch của lưu nhất phong chắc chắn lưu nhất phong vẫn còn hận mình thấu xương lưu tiểu viễn sẽ không làm chuyện lấy oán trả ơn tất nhiên nếu lưu nhất phong là một mỹ nữ có lẽ lưu tiểu viễn sẽ ra tay cứu giúp đáng tiếc là lưu nhất phong chỉ là một gã đàn ông thô lỗ lưu tiểu viễn sẽ không cứu tên này tên này chết trong huyết sắc luyện ngục là tốt nhất tiểu tử nếu mày là đồng bọn của bọn chúng vậy thì mày cũng phải chết một gã đàn ông to lớn đứng đầu bên kia nói gã đàn ông này có tu vi kim đan hậu kỳ là lão đại của đám người này lưu tiểu viễn nhìn gã đàn ông kim đan này nói vậy thì tôi đi nhé lưu tiểu viễn không muốn ở đây mất thời gian chỉ muốn đi tìm dược vương đỉnh nên không muốn gây rắc rối ở đây nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi, cười lớn nói, Tiểu tử, bây giờ mày muốn đi đã muộn rồi, bây giờ tao sẽ đưa ba đứa mày lên Tây Thiên cùng nhau. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn không muốn quan tâm đến chuyện này, không ngờ đối phương lại chủ động treo chọc mình, lập tức gọi ra huyết ẩm kiếm, trực tiếp ra tay giết chóc. Chết tiệt, làm chậm trễ việc tìm dược vương đỉnh của mình, đáng giết, là cường giả kim đan hậu kỳ, lại có vũ khí sát khí lớn như huyết ẩm kiếm mấy người bên kia căn bản không phải là đối thủ của lưu tiểu viễn chỉ trong vài chiêu đã bị lưu tiểu viễn giết chết cuối cùng chỉ còn lại gã đàn ông to lớn ngay người đứng tại chỗ vẻ mặt kinh hoàng nhìn lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nói đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó bây giờ tôi sẽ đưa anh lên tây thiên lưu tiểu viễn nói xong huyết ẩm kiếm vút một cái trực tiếp cắt đứt cổ họng của đối phương đối phương lập tức tắt thở. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, sau khi huyết ẩm kiếm uống máu người, vi lực của nó dường như lớn hơn và tốc độ thì càng khiến người ta không kịp phản ứng. Còn nữa, cái đuôi dài màu đỏ tươi kéo theo một ở phía sau của huyết ẩm kiếm cũng đỏ tươi hơn. Chẳng lẽ huyết ẩm kiếm này cần phải dùng máu người để nuôi dưỡng sao? Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã giết chết 6 tu sĩ Kim Đan Kỳ, nhận được một vạn điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên giết chết 6 tu sĩ Kim Đan Kỳ, lập tức nhận được một vạn điểm kinh nghiệm, có thể nói là khiến Lưu Tiểu Viễn vui mừng không xiết. Nhưng sau đó nghĩ đến vẫn chưa có chút tin tức nào về Dược Vương Đỉnh, Lưu Tiểu Viễn lại không vui nổi. Nếu không tìm thấy Dược Vương Đỉnh thì việc có được điểm kinh nghiệm có ích gì, trừ khi trong vòng nửa năm có thể thăng cấp lên tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, cho nên tìm được dược vương đỉnh mới là con đường sống duy nhất của lưu tiểu viễn dược vương đỉnh ơi mày ở đâu mau xuất hiện đi lưu tiểu viễn như một kẻ điên trong lòng lại một lần nữa thét lên ngũ thành hiền và lưu nhất phong lúc này vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ bởi vì sau khi chứng kiến thủ đoạn của lưu tiểu viễn cả hai đều ngây người lưu tiểu viễn một mình khiêu chiến với đám người này vậy mà còn giết chết toàn bộ bọn họ phải biết rằng trước đó bốn người bọn họ đối đầu với sáu người bên kia còn bị đối phương giết chết hai người lần này lưu tiểu viễn một mình địch lại sáu người kết quả là thắng tuyệt đối lúc này ngũ thành hiền và lưu nhất phong mới biết được sự lợi hại của lưu tiểu viễn biết rằng mình và lưu tiểu viễn căn bản không phải là tu sĩ cùng cấp bậc bản lĩnh của lưu tiểu viễn cho dù là so với ba người đứng đầu trong số các cường giả kim đan cũng có thể phân cao thấp lưu tiểu viễn viễn ca viễn ca trước đây tôi có mắt không trồng đã đắc tội với viễn ca mong viễn ca đừng chấp nhặt với tôi ngũ thành hiền sau khi thấy được bản lĩnh của lưu tiểu viễn lập tức tiến lên nịnh nọt lưu tiểu viễn liếc nhìn ngũ thành hiền nói xin lỗi lần này cứu các anh không phải vì tôi tốt bụng mà là vì sáu người này đáng chết nói xong câu này lưu tiểu viễn trực tiếp bay đi viễn ca viễn ca ngũ thành hiền thấy lưu tiểu viễn trực tiếp bay đi liền lớn tiếng gọi anh ta muốn đi cùng lưu tiểu viễn như vậy thì sự an toàn của mình sẽ được đảm bảo ngũ thành hiền sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Lưu Nhất Phong thấy Ngũ Thành Hiền lập tức phản bội mình, gọi Lưu Tiểu Viễn là Viễn Ca, điều này khiến Lưu Nhất Phong rất tức giận. Ngũ Thành Hiền nói, Lưu Nhất Phong, tôi vô liêm sỉ chỗ nào, nếu không có Viễn Ca lúc nãy, chúng ta đã chết từ lâu rồi, hơn nữa, đây là huyết sắc luyện ngục, không phải bên ngoài, ông nội anh là Lưu Sắc không đến được đây, cho nên, chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ dựa mạnh mẽ. Lưu Nhất Phong mặc dù rất tức giận khi Ngũ Thành Hiền nói như vậy nhưng lại không thể phản bác, bởi vì lời nói của Ngũ Thành Hiền không có gì sai, trong huyết sắc luyện ngục này, nếu không tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ phải chết. Sau chuyện vừa rồi, Lưu Nhất Phong cũng nhận ra sâu sắc rằng, trong huyết sắc luyện ngục, bất kể anh là thiên chi kiêu tử hay là gì khác, chỉ cần liên quan đến xung đột lợi ích thì trực tiếp giết chết là xong. Vì vậy, Lưu Nhất Phong quyết định phải tìm một chỗ dựa, dù sao anh ta cũng sẽ không chọn Lưu Tiểu Viễn, mà sẽ chọn ba người đứng đầu trong số các cường giả kim đan, chỉ cần tìm được một trong ba người đó thì có thể kê cao gối mà ngủ. Nghĩ một lúc, Lưu Nhất Phong cảm thấy Cố Vũ Tịch là người tốt nhất, không chỉ là người đứng thứ ba trong số các cường giả kim đan, mà còn là một mỹ nhân, ở bên một mỹ nhân như vậy, tâm trạng sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nếu hợp tác với mỹ nhân, lâu dần, biết đâu lại nảy sinh tình cảm, đây chính là tình cảm lâu ngày sinh ra còn về người đứng đầu và người đứng thứ hai trong số các cường giả kim đan lưu nhất phong cảm thấy nếu ôm đùi họ thì cũng là một lựa chọn không tệ nhưng hai người kỳ quái đó chưa chắc đã chấp nhận mình vì vậy sau một hồi suy nghĩ lưu nhất phong quyết định đi tìm các cường giả kim đan để ôm đùi trước tiên là cố vũ tịch bay được khoảng vài trăm dặm lưu tiểu viễn nghe thấy tiếng nhạc lưu tiểu viễn biết đây chính là cường giả kim đan đứng đầu đầu xanh đầu đỏ trương xuyên ở gần đây bởi vì trong số rất nhiều tu sĩ này chỉ có anh ta thích nghe nhạc Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy Trương Xuyên đang chiến đấu với một con quái vật lớn. Con quái vật này là một con rắn lớn, chỉ có điều thân hình con rắn này thực sự hơi lớn. Hơn nữa, trên đầu còn mọc sừng, xem ra con rắn này sắp hóa thành dao lông rồi. Tuy nhiên, khi đối mặt với con rắn lớn này, Trương Xuyên không hề cảm thấy áp lực, vẫn đang bật nhạc, ứng phó rất nhẹ nhàng. Ha ha, nhạc hết rồi, mày có thể đi gặp Diêm Vương rồi. Sau khi phát xong một bài hát, Trương Xuyên cười nói một câu, sau đó thấy tay trương xuyên vung lên vô số thứ giống như kim theo bay về phía con rắn lớn trong nháy mắt trên người con rắn lớn đã đầy những lỗ kim dày đặc con rắn lớn còn chưa kịp keo thảm một tiếng thì đã chết thảm sau khi con rắn lớn chết thảm trương xuyên trực tiếp rút ra một con dao găm dễ dàng rạch bụng con rắn lấy ra một quả mật rắn to bằng nắm tay sau đó trương xuyên há miệng hít một hơi quả mật rắn lập tức chui vào miệng trương xuyên theo cổ họng vào bụng trương xuyên mùi vị thật tuyệt trương xuyên vừa nói vừa liếm môi vẻ mặt biến thái thấy cảnh này lưu tiểu viễn cảm thấy trương xuyên này đúng là một kẻ điên một kẻ biến thái ai cũng biết mật trắng rất đắng tên này lại nói mùi vị không tệ không phải điên thì là gì sau khi trương xuyên ăn xong mật trắng trên người lại vang lên tiếng nhạc trương xuyên theo nhịp điệu của bài nhạc lại nhảy múa lưu tiểu viễn không để ý đến trương xuyên muốn trực tiếp rời đi nhưng ngay lúc này trương xuyên đột nhiên hét lên vị huynh đệ này đã đến rồi thì xuống đây nhảy một điệu với tôi thế nào lưu tiểu viễn biết trương xuyên đã phát hiện ra sự tồn tại của mình xin lỗi tôi không thích nhảy lưu tiểu viễn trả lời sau đó trực tiếp bay đi huynh đệ anh không nể mặt trương xuyên tôi lắm nhỉ trương xuyên lớn tiếng nói lưu tiểu viễn nghe trương xuyên nói vậy biết rằng lần này không đi gặp trương xuyên một lần e là không được tên này đã phát hiện ra sự tồn tại của mình nếu không đi gặp thì biết đâu tên này sẽ trực tiếp ra tay lưu tiểu viễn đáp xuống trước mặt trương xuyên cười nói vị huynh đệ đầu xanh đầu đỏ này tôi thấy bước nhảy của anh giống như bước nhảy của quỷ vậy đầu xanh đầu đỏ trương xuyên nghe vậy rất hài lòng gật đầu nói huynh đệ không ngờ anh cũng là người cùng đạo lưu tiểu viễn nói tôi có nghiên cứu một chút về nhảy vì vậy tôi thấy bước nhảy của anh tuyệt đối có ma tính huynh đệ tôi còn có việc đi trước đây lưu tiểu viễn không muốn ở đây mất nhiều thời gian trực tiếp bỏ đi đầu xanh đầu đỏ trương xuyên lập tức kéo tay lưu tiểu viễn nói vị huynh đệ này đừng đi theo bước nhảy giống như quỷ của tôi cùng tôi vận động nào vận động cái đầu anh tôi mới không nhảy với anh ở đây xin lỗi tôi không có thời gian thực sự không có thời gian tôi đi đây lưu tiểu viễn nói với trương xuyên trương xuyên nghiêm mặt nói huynh đệ anh không nể mặt tôi đúng không như vậy sẽ khiến tôi rất không vui Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Xuyên, thấy tên này có vấn đề về đầu óc, tôi sẽ không nhảy với anh, tôi cũng không nể mặt anh. Huynh đệ, không phải tôi không nể mặt anh, mà là tôi thực sự có việc, xin anh buông tay. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Xuyên nói. Nếu tôi không buông thì sao? Trương Xuyên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi ra huyết ẩm kiếm, chết tiệt, nếu anh không buông tay, tôi sẽ không khách sáo, mặc kệ anh là cường giả Kim đang đứng đầu, tôi cũng không sợ anh lưu tiểu viễn cũng không biết trong huyết sắc luyện ngục này triệu hồi tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ra sẽ thế nào có bị quy tắc trong huyết sắc luyện ngục đưa ra ngoài không thấy lưu tiểu viễn gọi ra huyết ẩm kiếm nói huynh đệ anh định ra tay với tôi anh phải suy nghĩ cho kỹ đầu xanh đầu đỏ trương xuyên vừa nói vừa vặn vẹo thân hình quỷ dị trên mặt cũng nở nụ cười nếu anh không buông tay tôi sẽ suy nghĩ cho kỹ lưu tiểu viễn thấy đầu xanh đầu đỏ trương xuyên không buông tay trực tiếp tế ra huyết ẩm kiếm một kiếm chém về phía cánh tay của anh ta đầu xanh đầu đỏ trương xuyên lập tức buông tay sau đó lùi sang một bên nhìn thấy huyết ẩm kiếm trong hư không trương xuyên vẻ mặt hâm mộ nói huynh đệ không ngờ anh lại có linh khí cao cấp thật không tệ huynh đệ thương lượng với anh một chút anh đưa thanh bảo kiếm này cho tôi thế nào trương xuyên nhìn lưu tiểu viễn nói lưu tiểu viễn nói phải xem anh có bản lĩnh đó không đã trương xuyên cười lớn tôi chắc chắn có bản lĩnh đó đến đi, để tôi xem anh lợi hại thế nào, Trương Xuyên nói xong, tiếng nhạc lập tức biến mất, tay phải Trương Xuyên vung lên, hơn 10 cây kim bạc bắn về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm đánh lui hơn 10 cây kim bạc này, hơn 10 cây kim bạc trực tiếp biến thành khí thể tan biến trong không khí. Những cây kim bạc này đều do chân khí của Trương Xuyên biến thành, quy lực vô cùng, xem ra cường giả kim đang đứng đầu Trương Xuyên này quả thực danh bất hư truyền, huynh đệ, không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh. Trương Xuyên không hề cảm thấy khó chịu khi Lưu Tiểu Viễn đánh lui đòn tấn công của mình, ngược lại trên mặt vẫn nở nụ cười. Hừ, đương nhiên có chút bản lĩnh, nếu không sao dám đến huyết sắc luyện ngục. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Thúc dục huyết ẩm kiếm trực tiếp chém về phía Trương Xuyên. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, xẹt một cái, trực tiếp chém về phía đầu Trương Xuyên. Trương Xuyên lập tức gọi ra pháp bảo của mình là một loại vũ khí giống như đấu lạp trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của huyết ẩm kiếm. Âm. Um. Huyết ẩm kiếm chém vào đấu lạp, phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó Lưu Tiểu Viễn và Trương Xuyên đều lùi lại một bước, lúc này mới đứng vững. Một thanh bảo kiếm tốt. Trương Xuyên nhìn huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hâm mộ nói: "Xem ra, hôm nay tôi nhất định phải có được thanh bảo kiếm này của anh." Trương Xuyên lớn tiếng nói, đôi mắt nhìn huyết ẩm kiếm, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trương Xuyên đúng lúc này một tiếng hét lớn truyền đến lưu tiểu viễn nhìn lại chỉ thấy cố vũ tịch bay về phía này cố vũ tịch trương xuyên thấy cố vũ tịch trên mặt lộ ra một nụ cười cố vũ tịch cô đến thật đúng lúc chúng ta cùng nhau giết chết tên tiểu tử này thế nào trương xuyên đề nghị cố vũ tịch nhìn lưu tiểu viễn nói trương xuyên nếu anh còn ra tay với anh ta tôi sẽ liên thủ với anh ta giết chết anh tại đây Đầu xanh đầu đỏ Trương Xuyên nghe xong thì hoàn toàn ngây người. Anh ta không hiểu tại sao Cố Vũ Tịch lại đứng về phía Lưu Tiểu Viễn. Cố Vũ Tịch, cô không nhầm chứ? Cô thà đứng cùng tên tiểu tử không quen biết này còn hơn là liên thủ với tôi. Trương Xuyên kinh ngạc hỏi. Nếu Cố Vũ Tịch hợp tác với Lưu Tiểu Viễn thì Trương Xuyên chắc chắn chỉ còn cách từ bỏ việc cướp đoạt huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn. Cố Vũ Tịch nói, tôi không nhầm. Trương Xuyên, nếu anh không tin thì cứ việc thử xem trương xuyên nhìn cố vũ tịch thấy cô ta không giống như đang nói dối vì vậy cười một tiếng nói tiểu tử coi như anh may mắn cố vũ tịch hôm nay coi như tôi nể mặt cô nói xong câu này trương xuyên liền phát ra bản nhạc đặc biệt của mình trực tiếp bay đi sau khi trương xuyên bay đi cố vũ tịch đáp xuống bên cạnh lưu tiểu viễn nói lần này tôi cứu anh một mạng chúng ta không nợ nhau nghe cố vũ tịch nói vậy lưu tiểu viễn bật cười cố vũ tịch thấy vậy liền hỏi anh cười cái gì lưu tiểu viễn cười nói tôi cười cô quá tự mình đa tình cứu tôi một mạng cô tưởng trương xuyên có thể làm bị thương tôi sao cố vũ tịch nhìn lưu tiểu viễn nói nếu tôi không đến anh sẽ bị trương xuyên giết chết anh lại không biết điều như vậy sớm biết như vậy tôi đã đi thẳng rồi lưu tiểu viễn cười cười trương xuyên tuy là cường giả kim đang đứng đầu nhưng trước mặt lưu tiểu viễn thì chẳng là gì cả có hệ thống vô địch thần cấp của lưu tiểu viễn hoàn toàn có thể ngược chết Trương Xuyên. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây." Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp bay đi, không thèm để ý đến Cố Vũ Tịch, Cố Vũ Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn không biết điều như vậy, tức giận dậm chân, tự lẩm bẩm, "Hừ, tôi sẽ không cứu anh nữa, đúng là không biết điều." Lưu Tiểu Viễn cứ đi như vậy trong Huyết Sắc Luyện Ngục, thấy rất nhiều đệ tử vì cái gọi là pháp bảo và công pháp mà tàn sát lẫn nhau, đối với tất cả những điều này lưu tiểu viễn chỉ coi như một người qua đường không có dược vương đỉnh thì mọi thứ đều không liên quan đến anh một ngày này lưu tiểu viễn đang bay thì thấy cường giả kim đang mạnh thứ hai sở thiên phong đang cùng một nhóm người đi vào một hang động nghe cuộc trò chuyện của họ dường như có nhắc đến ba chữ dược vương đỉnh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha